Các bạn thấy gì chứ? Vàng, vàng, vàng các bạn ơi. Nhưng mà không biết là vàng thật hay là vàng dẻo đây. 1, 2. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Toy Channel của mình. Trước mắt các bạn đây đang là 20 lốc sữa của Novi các bạn. Thì cái chương trình này các bạn yêu cầu mình làm rất là nhiều rồi. Nhưng mà bữa giờ thì mình chưa có làm, tại vì những cái chiếc thẻ mà Novi bao ở trong đây nữa các bạn, nó bị trùng liên tục ha. Chỉ có bao nhiêu đó thẻ, nó lập tới lập lui hoài, làm cho mình có cảm giác bị giống như hơi bị chán khi mà bóc những lốc sữa Novi các bạn. Nhưng mà bây giờ có một cái chương trình mới, đó là những cái chiếc thẻ đổi quà mới của Novi này. Không biết là trong video này mình có may mắn ra được những cái chiếc thẻ mới không, hay là lẫn quẩn những con dậu dậu tức tức đồ á. Thì những con đó mình đã sưu tập được hết rồi ha. Những bạn nào chưa xem video cũ có thể xem lại những cái video đó nha các bạn. Một chút thông tin cho những bạn nào chưa biết, thì từ ngày 1 tây tháng 8 các bạn đến ngày 31 tháng 10 thì Novi có một chương trình, trong mỗi lốc sữa ngoài những cái chiếc thẻ Novi Power này thì chúng ta sẽ còn một cái chiếc thẻ đổi quà nữa các bạn. Chúng ta nếu mà có 20 thẻ ở đây thì chúng ta sẽ đổi được một cái gấu bông B47 biến hình ha, cũng khá là so cute đây. 30 thẻ thì chúng ta được một áo thun, 40 thẻ cộng một thẻ vàng, mình nghĩ thẻ vàng này là thẻ hiếm nữa các bạn. Đó thì chúng ta sẽ được một đồng hồ thông minh, và đặc biệt hơn cả 50 thẻ nếu mà chúng ta được một thẻ vàng thì chúng ta sẽ được một cái ván trượt siêu tốc các bạn. Ừ, cái ván này rất là chơi, rất là thích luôn á nha. Mình cũng mua về 20 lốc sữa Novi tương đương với 20 thẻ đôi quà. Nếu mà không có may mắn ra được những chiếc thẻ vàng thì chúng ta cũng đổi được một cái con gấu bông B47 đó nha các bạn. Nhưng mà mình không có sưu tập những cái này đâu. Thì sau video này mình sẽ giveaway tất cả 20 thẻ quà này cho một bạn may mắn nhất đang xem video nha. Đến cái lốc đầu tiên của ngày hôm nay, các bạn nào xem video hãy để ý lại cái nút like. Chưa like đã nhẹ cái nút like, mình tăng nhân phẩm ra được những cái thẻ vàng hiếm nha. Cũng giống như là chưa đăng ký kênh, bấm vào nút đăng ký kênh để mình có động lực ra thêm nhiều video như thế này nữa nha các bạn. Trong chương trình lần này thì chúng ta có hai chiếc thẻ nha. Ok, coi chiếc thẻ Novi Power trước nào. Đây là con linh thú gì đây? Con này là con hổ gầm gừ các bạn. Con này là mình cũng có rất là nhiều trong những cái video mà săn những cái thẻ Novi trước rồi. Những bạn nào chưa xem hãy xem nha. Và chúng ta xem cái lá đằng sau đây. 3, 2, 1, go. Thì ra là ngựa băng. Một con ngựa băng tiến hóa cấp 3 các bạn. Thì đây là một cái artwork khác của ngựa băng các bạn. Artwork lần này có vẻ là nhìn rõ hơn cái giao diện gương mặt của ngựa băng nè. Khá là đẹp ha. Trên đầu còn có một cái sừng nữa. Có sức mạnh tấn công và phòng thủ cũng cao hơn là cái phiên bản này. Nói chung tuy là cũng là ở những cái phiên bản mà linh thú cũ, nhưng mà ok, thay đổi giao diện một tí xíu thì cũng được nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ coi lốc thứ hai, chúng ta sẽ coi linh thú gì đầu tiên đây. Một con mão chín đuôi các bạn. Và cái lá đằng sau đây là thẻ vàng hay là vàng gì đây? My god, khỉ móng vuốt cấp 1 các bạn ơi, khá là baby so cute nha. Ở cái hình thái tiến hóa cấp 1 này thì khỉ móng vuốt của chúng ta có những cái điểm sinh lực, tấn công hay phòng thủ đều bị giảm các bạn. Nhưng mà cái đặc quốc khá là so cute ha. Từ bé khỉ móng vuốt đã sở hữu cho mình một bộ móng sắc bén và khả năng hoạt bát nhanh nhẹn, sinh sống tại đảo trái cây đầy màu sắc. Ở dưới đây còn có một cái QR code để vào cái game của Novi này, không biết có những bạn nào đã thấy chưa ta. Nếu mà các bạn nào chưa biết có thể xem lại cái video mà hình như là unbox cái hộp quà bí mật của Novi các bạn. Ở trong đó mình có hướng dẫn các bạn vào game ha. So sánh một tí xíu với lại khỉ móng vuốt cấp 3 nha các bạn. Ok, cái gương mặt thì cũng không thay đổi nhiều lắm đâu, chỉ có hình thái thì cảm thấy đô hơn và cái móng vuốt các bạn. Đó, nhìn nó sắc bén hơn thôi. Thứ ba nha các bạn, dự đoán là thẻ gì đây? Mão chín đuôi. Còn phía sau đây, thẻ đổi quà quan trọng đó các bạn. Thẻ vàng không? Cung điện máy, một chiếc thẻ mới các bạn ơi. Thì chúng ta sẽ có vương quốc của linh thú mão chín đuôi. Nơi đây được bao phủ bởi những đám mây lơ lửng trên bầu trời. Đây, một cái vương quốc đầy mây luôn nha các bạn. Tính năng của chiếc thẻ này là cộng 10 điểm phòng thủ cho linh thú thuộc hệ kim hoặc thuộc tính tốc độ, cộng 20 điểm phòng thủ cho linh thú nếu là mão chín đuôi. Ok, những chiếc thẻ này vẫn đẹp như ngày nào các bạn ơi, lấp lánh đó các bạn. Từ tính ra thì chúng ta cũng có 3 lốc thẻ mới nhất của ngày hôm nay đó các bạn. Hôm nay không phải là không có thu hoạch gì ha. Linh thú gì đây? Rắn hoa đá các bạn. Và cái thẻ đằng sau đây, thẻ vàng không đây? Khỉ móng vuốt. Cái khỉ móng vuốt này cũng là khỉ móng vuốt cấp 3 nha bạn. Nhưng mà cái artwork ở phía bên trong đây là khác nha. Đó, chúng ta thấy rõ được cái móng vuốt nè, rất là sắc bén luôn nha các bạn. Sức mạnh hay là những cái chỉ số này thì tương đồng với nhau. Ok, một cái artwork khác cũng để đây luôn. Chỉ thể lạ so với những lần trước là ok nè các bạn. Lốc thứ 5, ta sẽ có linh thú gì? Hại hại các bạn ơi. Và cái thẻ đằng sau là thẻ vàng không đây? Các bạn nghĩ sao các bạn? Một tím rồi. Tím này hình như là giống như là của Vicky Điệu Đà hay là Trùm Boss nè, bảo đảm luôn nè các bạn. Trùm Boss phải không? Mình nhớ rõ ràng mà. Lốc thứ 6 nha các bạn. Lốc thứ 5 thì chúng ta không được may mắn bị trùng không. Rồi, thêm thẻ nha, đổ quà trước nào. 1, 2, 3.
Vicky điệu đà các bạn ơi. Tấm thảm Novi Power còn lại dậu dậu. Những chiếc thảm mà bị trùng thì mình sẽ bỏ ra một bên nha. Mình không có để lên đây đâu, để các bạn bị nhầm lẫn đó các bạn. Góc số 7. Còn gì nào? Hại hại. Và lá đằng sau là lá gì đây? Sao nó giống lúc nãy quá ta? Đằng sau là chùm bót hay là Vicky điệu đà? Vicky điệu đà các bạn. Góc số 8. Nãy giờ chắc các bạn quên nhấn nút like đúng không các bạn? Ngủ quên chim chiến thắng mấy thải các bạn quên nhấn nút like rồi cho nên bị trùng liên tục các bạn ơi. Thì đây lại là hại hại. Và tiếp theo, trời ơi sao giống y chang như lần trước vậy, cũng là hại hại với Vicky điệu đà, tỷ lệ trùng khá là cao các bạn ơi. Thẻ tiếp theo nào, 3, 2, 1, không muốn hại hại xuất hiện nha. Ngựa băng vậy chúng ta sẽ có cơ hội có một chiếc thẻ mới rồi các bạn. Và mình muốn thẻ vàng hơn nha. 1, 2, 3. Cũng vàng nhưng mà là vàng này là vàng sổ sổ các bạn. Ở sổ sổ lần này thì chúng ta sẽ có một cái artwork mới nhìn rõ hơn ba cái đầu nè. Đây là một con linh thú có sức sinh lực rất là cao luôn nha các bạn. Lốc số 10, nửa chặng đường rồi. Gì nào? Một con chuột sấm sét. Hình như trong những cái lần khảo sát trước về những con linh thú mà các bạn yêu thích đó, chuột sấm sét là một trong ba con linh thú mà các bạn comment nhiều nhất ha. Nó chỉ sau hỏa thình với lại cái con gì quên đó rồi, hình như là tức tức thì phải. Và chấm thẻ đằng sau là thẻ gì đây? Trùng boss đó các bạn. Trùng ha, nhưng mà trùng này trùng nó là một cái thẻ đổi quà các bạn. Lốc số 11. Mong ở lốc số 11 này chúng ta sẽ có một may mắn ra một con linh thú mới nào. Linh thú mới dậu dậu các bạn ơi. Dậu dậu sẽ đem ra đến may mắn cho chúng ta không? 1, 2, 3. Hổ gầm gừ tiến hóa cấp 2. Các bạn xem kỹ hơn cái artwork của hổ gầm gừ tiến hóa cấp 2 đó các bạn. Sự xuất hiện của hổ gầm gừ với tiếng gầm vang trời luôn khiến mọi kẻ thù phải hoảng sợ, mặc dù ở cách xa bạn dặm các bạn. Cái artwork của nó so với lại tiến hóa cấp 3 thì nó cũng khá là baby so kêu ha. Nhưng mà mình rất là mong nó có một cái hổ gầm gừ tiến hóa cấp 1 có lẽ là dễ thương hơn như vậy nữa các bạn. Ok, được xếp hàng ở đây. Và đúng là chúng ta đến chiếc lốc số 12. 2, 1. Tức tức các bạn. Nếu mà sau tức tức này sẽ là một cái gì đó, một cái vương quốc cho tức tức chăng? Thế gì nào? Lại là cung điện bay các bạn. Này là vương quốc của mão chín đuôi nha. Số 13. Những chiếc lốc này thường sẽ không mang lại những cái may mắn cho mình với con số 13 các bạn. Nhưng mà mong có một cái ngoại lệ nha. Mong là mơ ước sẽ thành sự thật các bạn. Vicky điệu đà. Vàng. Các bạn thấy gì chứ? Vàng các bạn ơi. Nhưng mà không biết là vàng thật hay là vàng dẻo đây. 1, 2, 3. Oh my god. Lại là mão chín đuôi các bạn. Vàng này là vàng giả rồi. Lốc số 14 chúng ta đi cũng khá là mau á ha. Thấy gì nào? Sủ sủ. Những cái chiếc thẻ Novi Power mà đính kèm so với những cái chiếc thẻ mà đổ quà này các bạn. Thường thì đây là những cái thẻ mà thuộc thế hệ cũ ha. Những cái thẻ đó thì lần trước mình cũng có rất là nhiều rồi, cho nên lát nữa thì mấy hộp sau mình sẽ không nói về chiếc thẻ này nữa các bạn. Nhưng mà chúng ta sẽ nói về chiếc thẻ đổi quà đằng sau. Rồi xong, số 15. Chắc có lẽ mình chỉ lấy cái thẻ đổi quà ra thôi, cái thẻ kia thì mình để ở trong đó luôn. Và ok, chúng ta sẽ có thẻ gì? Các bạn dự đoán đây là con linh thú nào? Mình thì dự đoán nó là một con linh thú lạ đi nào. Sổ sổ. Phải tính ra sổ sổ của chúng ta nó đến 3 artwork khác nhau lận nha các bạn. Đó thì cái chỉ số của artwork này có đến sinh lực là 840 luôn nha. Wow, ở cái hướng này thì chúng ta nhìn rõ được 3 chiếc đầu của sổ sổ luôn nè các bạn. Okay. Lốc số 16 nha, ta sẽ có một thẻ vàng chăng? 1, 2, 3. Thẻ nu các bạn. Thẻ này thì chúng ta cũng có tương đối rất là nhiều trong những cái video trước rồi, cho nên mình sẽ không nói rõ nha. Số 17, vậy sẽ mang lại may mắn cho ta không nào? 3, 2, 1. Một chú rắn hóa đá các bạn. Một con linh thú rất là đẹp nha, nhưng mà mình cũng có rất là nhiều rồi. Rắn hóa đá thì ở trên kênh Toy Channel thì cũng phải có số lượng lên tầm hơn chục con các bạn. 18, mình nghĩ con số này sẽ là một con số may mắn của mình nè. Các bạn có nghĩ giống mình không vậy? Sao cứng vậy ta? Thẻ vàng chăng? Hình như thẻ vàng nó sẽ được niêm phong cẩn thận như vậy á. Và đây là thẻ gì đây? Thẻ lạ đâu? Găng tay thần kỳ. Chiếc găng tay thần kỳ này thì mình cũng có đến 2-3 chiếc rồi. Nhưng mà đặc biệt thì chiếc găng tay thần kỳ bên đây là một cái thẻ đổi quà nha. Lốc số 19, lốc kế cuối đó các bạn. Các bạn nào chưa like video không? Nhớ like nha. Chứ để xem hết video các bạn quên like thì mình sẽ không có nhân phẩm cho những cái video sau đó các bạn. Cho các bạn xem cái thẻ này nè. B47 nha. Nếu mà B47 là một chiếc thẻ Novi thì chiếc thẻ đổi quà là một chiếc thẻ gì đây? Khỉ móng vuốt. Lúc nãy thì chúng ta đã có đây. Đó, có khỉ móng vuốt này rồi nè. Cái thẻ này cũng bị trùng luôn. Lốc cuối cùng của ngày hôm nay. Lốc số 20 các bạn.
Và mình sẽ cho bạn xem cái lá đằng sau cái lá 20 là lá gì nào. Ồ, dậu dậu, lúc nãy giờ thì dậu dậu luôn mang lại sự may mắn cho chúng ta. Thì mong bây giờ dậu dậu cũng sẽ tiếp tục mang lại sự may mắn không nào. Trùng nữa bạn. Kết một tí xíu lại về thành quả của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 8 tấm thẻ bài khác nhau. Nhưng mà thực tế thì khác nhau thì chỉ một vài lá thôi bạn. Đa số là những kẻ đuốc trên đây khác nhau. Đầu tiên là sủ sủ nè, cung điện trên mây, khỉ móng vuốt tiến hóa cấp 1, ngựa băng tiến hóa cấp 3, khỉ móng vuốt tiến hóa cấp 3, một cái đuốc khác và sủ sủ tiến hóa cấp 3 các bạn. À, còn hổ gầm gừ nữa nha, một con vật rất là mới luôn. Còn đa số mười mấy tấm thẻ còn lại thì đã bị trùng nữa bạn. Ok, thì trong video này mình cũng xin giveaway lại 20 thẻ đổi quà của Novi này. Chứ bạn nào may mắn nhất đang xem video, thức tham gia giveaway như này như sau. Thì cái giveaway này chỉ dành cho những cái bạn là thành viên đã đăng ký kênh Toy Channel đó nha bạn. Là những bạn nào đã nhấn vào nút đăng ký kênh đó nha. Đó, thì các bạn có thể comment tức tần tật về chương trình này của Sữa Novi hoặc là về kênh Toy Channel chẳng hạn. Mình sẽ bích ra một cái comment ngẫu nhiên như từ những cái video mà mình thường hay làm ha. Đó, cho một bạn may mắn nhất các bạn. Đó, mình sẽ phát phần quà này về tận nhà bạn theo đường bưu điện hoàn toàn miễn phí nha. Còn bây giờ, có lẽ mình sẽ kết thúc video này tại đây. Nếu thấy hay, xin một like và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Toy Channel để quay trở lại xem những video về những cái chương trình săn thẻ đổi quà mới nhất ở trên kênh nhé. Đừng quên để lại một like, một subscribe để mình có động lực ra thêm nhiều video mới nha. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.